Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui mừng chúng ta lại được đến gặp nhau trong cái chuyên mục tiếp theo của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái con giáp cần phải đề phòng cái họa tiểu nhân, tránh bị lừa gạt sạch hết cái tiền của từ giờ cho đến hết tháng 3. Thì trong cái năm Canh Tý 2020 thì có 5 con giáp có nhiều cái khả năng phải đối mặt với cái sự bội tín. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chúng ta có nằm trong số những con giáp này hay không để đề phòng kịp thời. Thứ nhất đấy là con giáp tuổi Tý. Bước sang tháng 3 năm 2020 dương lịch thì người tuổi Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Sự cạnh tranh khiến bạn không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, khó tìm được đường tiến. Tiểu nhân có thể sẽ tính kế để ngăn cản bản mệnh đạt được cái mong muốn của mình. Càng nóng ruột thì con giáp này càng dễ mắc sai lầm, có thể sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội tốt để phát huy cái năng lực của bản thân. Và cái con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Mão. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì năm Canh Tý sẽ đem lại cho tuổi Mão những cái suôn sẻ nhất định trong cái chuyện kiếm tiền. Họ cũng sẽ gặp được cái quý nhân giúp đỡ, có thể là một người bạn nữ giới. Người này sẽ đưa đường dẫn lối họ đến với các cái thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, giúp con đường đi tới thành công của họ ngắn và dễ dàng hơn. Xong bên cạnh đó thì tuổi Mão cũng có cái hạn tiểu nhân cần phải đề phòng, nhất là vào cái tháng 3. Đây là cái lúc mà họ vừa mới đi qua những cái thành tựu rực rỡ nhất của tháng 1, tháng 2 âm lịch. Đó có thể nói là đang say men chiến thắng nên là không đề phòng gì. Bên cạnh đó thì tuổi Mão là những cái người có tâm thiện, hay tin người, ít khi mà nghi kỵ hay là ghen ghét ai, nên là rất dễ rơi vào cái bẫy của những kẻ xấu. Tử vi học có nói là tháng 3 âm là cái giai đoạn cuộc sống của tuổi Mão sẽ có những cái nốt trầm. Một người bạn của họ có thể sẽ phản bội và đâm sau lưng họ vì một lợi ích nào đó, nên là cần phải hết sức thận trọng, kín kẽ thì sẽ tránh được những cái mất mát. Và con giáp thứ ba là con giáp tuổi Thân. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì năm Canh Tý là một năm có cả hung cả cát của tuổi Thân, được coi là những con người lắm tài nhiều tật. Tuổi Thân thông minh, sáng dạ, nhiều tài lẻ, vứt ở đâu cũng kiếm được tiền. Song tâm tính lại thường hay nóng nảy, gặp chuyện bất bình thì hay có cái phản ứng gay gắt, nên là cũng dễ đắc tội với người khác. Đặc biệt là trong cái năm Canh Tý 2020 thì tuổi Thân sẽ dễ gặp tiểu nhân đối diện với cái sự phản bội ở cái nơi làm việc. Có thể là ngay trong cái tháng 2 âm này nên phải biết chú ý hơn trong giao tiếp, ứng xử để không bị thiệt thòi, mất tiền lại mệnh người, đau đầu vì những cái chuyện không đâu. Chỉ cần vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn của tháng 2 âm, tuổi Thân có thể sẽ gặp được nhiều cái vận may trong công việc vào tháng 3 âm sắp tới. Và con giáp thứ tư đấy là tuổi Tuất. Đường tài lộc kém sắc, cái khả năng kiếm được tiền trong cái tháng không nhiều. Trong khi đó, con giáp này có thể đánh mất tiền bạc theo nhiều cách. Có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đầu tư kinh doanh sai cách. Một phần cũng là do cái bản mệnh quá tự cao nên là mới dễ dàng bị sập bẫy, tự tin rằng mình có thể làm được cái mọi chuyện, nên bỏ ngoài tai những lời căn ngăn của mọi người. Và con giáp thứ năm, đây là con giáp tuổi Hợi. Tháng 3 dương lịch có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cái biến động trên con đường công danh sự nghiệp. Có nhiều cái cơ hội để con giáp này tìm được cái hướng đi mới, khẳng định cái năng lực của mình. Trong tháng tiểu nhân vận khá vượng nên sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng phát huy của con giáp này. Bản mệnh chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể sẽ đi tong hết bao nhiêu là cái công sức trước giờ mình bỏ ra. Quý anh chị thân mến, trên đây là 5 con giáp có nhiều cái khả năng sẽ phải đối mặt với cái sự bội tín. Thì chúng ta cũng đã biết được rằng đấy có phải là và phải thuộc vào mình hay không. Và mong rằng với cái thông tin này thì quý anh chị sẽ có được một cái sự xem xét tỉ mỉ và kỹ càng hơn, giúp bản thân đón lành tránh dữ trong cái tháng này.